Hello mọi người, sau khi mà kênh của mình với kênh của Nguyễn Tường có ra cái video gỡ mấy cái bẫy cò đặt ở trong cái mương của Nguyễn Tường, xin khẳng định một lần nữa là đặt trong cái mương của Nguyễn Tường nha mọi người, thì đâu đó cái video của mình cũng được 50-60 nghìn người xem á, mà không ai nói gì luôn. Không thích thì người ta lướt qua, còn ai yêu thích thì ở lại tìm video cho mình. Vậy mà có một bạn nhận xét như thế này nè mọi người, viết vừa sai chính tả vừa không bỏ dấu nữa, mình đọc mãi mới ra luôn á. Ủa, ăn nói xà lơ vậy bạn? Mình chỉ gỡ lên, mình để giữa mấy bờ này cho người ta lấy về để người ta không đặt ngay chỗ mình nữa, chứ mình có lấy bẫy của người ta đâu. Bạn này sao á? Chưa kể cái trường hợp mà mấy đứa con nít ở cái xóm mình á, nó thấy mấy cái vũng nước có cá này nè, tụi nó mê lắm, xuống bắt liền, rồi đạp trúng cái bẫy này rồi sao? Đó, bạn thấy nó đập cỡ vậy đó, thì còn gì là cái chân. Rồi lúc đó là mình ác hay là người đặt bẫy này ác? Cái bạn gì đó ơi, bớt lại nha, cho xã hội nhận xíu.